Đây là chiếc thẻ từ móc khóa RFID được bán tại Enersoft. Chiếc móc khóa này thì nhận tần số là 125 kHz và nó là một cái loại RFID thụ động nên là không cần đến pin. Như các bạn có thể thấy thì nó được thiết kế như là một chiếc móc khóa nhỏ gọn, bền bỉ và chống nước. Tại vì phần vỏ của nó thì được làm từ nhựa ABS, còn bên trong thì phủ đầy một lớp epoxy giúp chống nước, chống bụi và chống hỏng hóc do va đập mạnh. Chiếc móc này thì có đặc điểm là mỗi cái móc nó sẽ là một loại dãy số được ghi ngẫu nhiên. Và nó sẽ không có cái móc nào trùng với cái móc nào cả. Mình có thể dùng nó để gửi xe hay là chấm công thông minh hay là làm thẻ điểm danh ở trường học, làm thẻ thành viên xe buýt đều được nha. Nhiệt độ làm việc của nó là từ 10 độ đến 50 độ. Bây giờ mình sẽ thử test nó cho các bạn coi nhé.